cái bình vú sữa không mà kỳ quá à. Đó em cứ đưa cái tay vô cái bình vú sữa của chị không mà kỳ quá à. Hello cô LGBT nha, em like nhấn chuông đăng ký nha, để coi clip hàng ngày nha. Chị với bạn em có like ủng hộ nhấn chuông giùm chị để thử quá vui cho chương trình. Nói gì đi em, có cảm nhận. Có bóp mặt được không chị? Được, có bóp mặt không được. Được. Nè, cảm nghĩ gì đi. Hả? Cơm cơm với cảm nghĩ gì? Hôm nay nói gì vào điều đi, cảm nghĩ gì? Tự lưng mà nói, Nói anh gì? Anh gì? Vương, Vương. Anh Vương. Anh Vương. Anh đen mãi đỉnh. Mông đồ mâm, mặc gì dù rồi, được gái rồi. Tại nhà make up mà tụi mình đẹp thì có chị. Nói gì vậy, chia sẻ cảm nhận là ăn cá nhân chia làm sao? Cảm nhận rất là ngon, nhà mọi người có thông thuận nha. Rất là ngon, một hai con mà rẻ nữa. Quá trời rẻ luôn. Rồi uống uống làm sao? Không có chỗ nào chê được. Ngon đúng không? Hạ Giang thử cùng nha. Giang thử gì cảm nhận. Giang thử cùng chị cảm nhận. Đó, ngon không? Chạy nước miếng mà lên mà lên. Đâu cái thau đâu lấy được tiền không hả? Nè mọi người ghé 258 A Nguyễn Tử Gia, phòng 8, phòng 10. Ủng hộ cho quán nha mọi người. Đang thích đi đường ẩm thực, thiên đường phố đi bộ Hồng Kông. Mọi người muốn thưởng thức có check in, có check in. Đâu Hồng Kông rồi vậy? Đây gì ta? Đây, quên sàn nhảy. Mọi người đây có dịch vô đắp phim nè. Đó. Hả? Sàn nhảy á. Chị ơi, nhảy nữa không mời. Lên xích lô đi. Em hát rồi chị nhảy. Lên xích lô đi. Đây, đây là lầu 1 nha. Hết rồi, lần sau cái hông với chị. Đây là lầu 1 nè. Có ai muốn lên xích lùng xăng con, sửa nước này đó, rồi lên đây. Bên em đã có dịch vụ đó nữa. Đầy đủ dịch vụ lên nha. À, bên khác là không có đâu nha. Chỉ có bên đây là có đầy đủ thôi. Ai là xúc thì ai cũng ghét. Ai thích cũng được, có cái từ rồi cho Quy Quy, Thu Phương, Gia Hân, rồi Phi Nhung, rồi đủ thứ hết á. Phi Nhung chết rồi. Đây Phi Nhung 2. Phi Nhung ở Mỹ Tho. Có gì chết không? Đó, vừa chết càng đã nữa. Vừa rất là trọn gói luôn á. Đường càng già càng cay. Đường càng già càng cay á. Đúng rồi, em này nói đúng á. Đó là có đầy đủ dịch vụ hết á. Mấy em muốn chơi cái bến này, bà chết rồi bà chơi lên cái đỉnh luôn á. Lên cái lần hồi năm luôn á, là combo luôn á. Combo tổng quát luôn á, đó là bả trộn gối lên cho các em rồi đi về thoải mái ngủ giấc tới đêm tới sáng rồi đi làm. Vui không? Camera thường nó lên trời. Không, camera xịn sò đó nha, đưa lên hình nó khác à. Camera thường quay nghe nó với mặt mình đó. À. Rồi các em có chút gì không? Có chút cơm gì không? Đúng sao? Anh chúc ăn. Chúc đây rồi, chúc ăn nhiều. À. Nhiều thôi ông, nhiều được. Được like, được xe, được theo dõi. Được rồi. Chúc quán mùa mai bánh đắt. Cảm ơn em rất là nhiều. Em cũng chúc kênh của anh Loco GPT ra lọc là nhiều lượt like nha, lượt like nha, nhiều người nhấn chuông đăng ký là cái nút đó nha, để mọi người theo dõi có nhiều cái video đó, để mọi người có nhiều tiếng cười, nhiều cái chàng cười sau những ngày làm việc mệt mỏi đó. Cái này trời ơi, vậy sao không thì coi nãy giờ xong nói chị bị liệu. Chị cái mỗi khi chị nói là chị phải có ai đó nắm tay chị á, chị có cảm xúc đó để chị nói được nha. Đó chị vậy á. Đó, không phải chị mê trang đâu. Cái này là lượt theo dõi của chị để chị nắm tay thôi, để chị quay, để cho chị có cảm xúc để chị nói. Đâu có đưa cho nó, mà trời kỳ quá, nắm thôi được rồi. Em có đưa cái tay vô cái bình vú sữa không mà kỳ quá à. Đó, em có đưa cái tay vô cái bình vú sữa của chị không mà kỳ quá à. Vui rồi. Chính. Đúng rồi. Chị có học thuộc lòng không? Chị nói cho chảy như vậy. Quốc là 10. Quay dựng hoài luôn, nãy dựng hoài luôn. Quốc là 11. Dựng hoài luôn. Đúng không? Vui là 9 đúng không? Tới gì đi em đi không? Được. Tôi đợi đây đi. Thôi, lên đây mát. Đi rồi. Ủa không mát. Lên lầu nè, lên lầu. Lên lầu 1 đi em. Lên lầu 1 được không? Đó. Lên lầu 1. Có phòng kính nè. Có phòng kính nữa. Ờ, mới lạnh nữa. Lạnh có đa số có vết. Trời ơi, giờ móc hoài. Lạnh có vết có đa số có thân lạnh. Được không? Được không em? Combo luôn chị tặng cho em phần. Đi kim sâu. Mua một tặng một. Đi kim sâu. Đi chất hả? Đi chất ngày hôm nay nha. Em phải chất đi rồi, chất ra. Đi chất em phải đặt lịch theo giờ nữa. Dạ. Vâng. Mấy giờ chị? Vì trước giờ hoạt động của vị trước là 6 giờ cho đến khoảng 9 giờ đó, em canh khoảng giờ đó. Còn buổi chiều thì trước là phải là bật bắt lịch cho vị trước ngắn trước thời gian, đúng không? Để thì chẳng qua tư gia nhà vị trước. À,
nha, hồi cũng kỹ. À, trước bữa nay là sao hẹn A rồi nên là khó lắm, gặp khó lắm, gặp không phải là như bình thường được như hồi trước nữa, bây giờ là đặt lịch phải bóc lịch mới gặp được. Mà trước nhớ chưa, thằng Trăng Đông Ri hay Đông Ri đúng không, hay Đông Ri hả, là cái gì, Kim Sông Hâu hay là Kim Sông Hâu chấm sông mốt Liên Hô, Liên Hô hả, Liên Hô hay là cái gì em, nói thiệt tên của em vậy, Kim Sông Hâu, biết Sông Hấp hả? Nhung gu em là gu bạn trai của em, gu bạn trai của em là cao 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 nè, gì nữa cũng tỏ đây nè, nhưng mà cao cao một chút nữa, cao cao chút nữa, tướng vàng không mỹ làm sao không vàng được rồi, à, màu trồng củi khô dễ nấu mà trồng xấu dễ xài đúng không á? Ủa làm đen khen hay che vậy? Không đen khen đó, là trồng xấu dễ xài, với lại em nói là xấu xấu vừa vừa thôi chứ đừng đẹp trai quá đúng không anh? Nói thì cũng đúng, gì đẹp chứ nói là đúng rồi. Ngay vậy trời. Dám hai trời. Cái Nhung đậu bàn nha. Đậu bàn nha. Có show kẹt á mọi người, 50 ngàn nếu đặt mobile cho Nhung đó. Có show kẹt điện thoại nữa. Cho bóc gì cũng đó, 50 ngàn. Ngay vậy có cho bóc liền không? Có cho lọc rồi. Để có thắng người hại đó. Nghe. Thôi là bóc chúng cái gì cái chết luôn. Bóc chúng gì đâu, chúng cái gì mình hưởng đó. Trời ơi. Trời đất. Chúng cái súng sao? Không có. Để chúng cái súng sao? Có, súng nước. Chúng nó bắn là bể đầu luôn á. Chúng súng của em sao? Đó, chúng cái súng của em. Chúng hưởng. Hưởng sao hưởng? Sống hưởng nữa. Chúng sao lên là một nữa hay hưởng hay hưởng? Đó. Hưởng sao mới được nè. Đừng cho chị hưởng sao? Quan trọng là hưởng ở chỗ nào, hứng ở chỗ nào mới đúng không? Đúng không? Đúng không em? Quan trọng là hứng ở chỗ nào đúng không? Mới là mới mới là một chuyện. Quá trời quá đó, trắng lặng ngày hôm nay luôn nha. Em biết chơi video không? Em chơi hại nào cũng chơi. Hại nào em chơi cũng được. Ủa, chồng chơi chú em có chơi không? Anh nói hại nào em cũng chơi, vậy biết rồi. 6870 vậy em có chơi không? Trời ơi. Mật khẩu, mật khẩu wifi đây 68 nha, nhưng mà... Rồi, họ xem chú với chị. Xem chú cả. Rồi, cho nó tiền chú cả. Chị là điêu thiền à, chứ đâu phải lãi đâu. Phi thiền, nhưng mà chị Phương nói chị là điêu thiền. Chị nói gì, chị nói gì? Phi Nhung. Phi Nhung. Mà trời, khách đặt chị là phi thiền. Phi thiền. Chị Phương đặt là điêu thiền rồi, tứ đại mỹ nhân của Trung Hoa đó. Trung Hoa. Trung Hoa. Trung Hoa. Trung Hoa, chứ không phải là Trung Hoa. Có qua quân Hàn Quốc chưa không? Ly Sông Hoa. Đó, Ly Sông Hoa. Chút nữa chị qua với Ly Sông Hoa sau nha. Hàng sau Hàn Quốc luôn nha em. Hàng sau Hàn Quốc. Có hàng quốc, hàng không ra được chị, không cũng coi đừng có được hàng vừa hàng ra được không, hàng là dính luôn chị, nhiều cây hàng là vừa quốc, ôi quá dữ không, Korea đúng không, Korea thiệt, mặt nguyên hí nè, nhiều trái tim nè, môi mỏng nè, môi trúng chiến nè, mũi có mũi trúng cao nè, có mũi trúng dừa nè, đó đẹp trai lắm á, có điều coi mình sang con nó con có làm sao chưa khám phá thôi cái giải bạn như này nè, có điều mình có con thì chưa biết thôi, cái nữa đây là một đây là cho chị khám phá giờ không, chị ra cái dưỡng sữa hay lắm, khám phá giờ không, khám phá đó thì cho chị nói là giờ ăn với em khám phá thì khám phá sang con, em chỉ cô đang lại đi vậy nha, thôi má luôn má, chị em với ông má thôi, thu nha. Đó, là cứ mãi gì đâu, cứ mãi đến giờ dịch vụ nào. Rồi, em có dịch vụ nào. Không muốn mà chết. Mà chết thì mẹ em đi, chứ xung quanh. Đó, em nói với chị mà. Nói gì nói thì hoài. Chết luôn, đi sớm rồi. Chị dọc tay thì chị mới có cảm xúc. Đó, cái tay này cũng nhắn cho ta. Chị giận đi quá, em phải gọi chị dịnh cái tay lại chứ. Chị dịnh cái tay lại chứ. Lấy tay nhắn. Nó dịnh dịnh đồ, cái quỷ quá. Vui vẻ nha, nó dễ, nó vui vẻ nha. Xong thì cái vui mà thì thứ hai đầu cùng thì cũng rất em có thiệt nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe trong cuộc sống này, năm mới là con tất tài rất là nha. Cảm ơn chị nhiều nha. Chúc mừng những người bánh này bánh trai đưa với hai người ngon. Người ngon má. Trời tại chị xíu em cũng giống như vậy. Chị hai người ngon. Trời ơi, chị hai người ngon. Hai người ngon. Trời ơi, bánh ngọt bánh bớt. Trời ơi, trời ơi. Chị này đàn bà. Đây, đàn bà này. Đau luôn, đau luôn, đau luôn, đau luôn, vuốt luôn, vuốt ra luôn, vuốt ra luôn. Rồi, cái nhung con nhanh tay lắm nha. Rồi, nó có rồi, họ vuốt lại, không có ra được. Lén mà nãy giờ lén được. Vuốt vàng, tí là chị vuốt vàng. Xin dí hả? Họ xin dí vuốt vàng đó. Em có định xin dí. Ai đau,
đau thiệt. Đau thiệt. Cái này đau thiệt. Đau thiệt, đau thiệt. Đau rút vàng, rút vàng ở nè. Ờ, rút vàng đâu, cậu nói vậy. Rút vàng, ai đi. Rút cái súng em hả? Em lấy cái đây nè. Em lấy cái vàng đây nè. Ai đi, em dỡ lên, em lấy cái này. Cái này em vàng giả. Ờ, em đâu có rút cái này đâu. Làm sao chị làm mà nhóm hét luôn. Thì anh sợ quá, anh rùng. Bây giờ chị qua kim nông xôi. Ờ, không mấy cái nhưng ngồi giữa luôn đi. Chỗ giữa nè. Mai em đi gì chứ. Nhô ơi, vô giữa luôn nè. Đỡ cái nhung qua luôn. Qua luôn, tấn công luôn. Đúng rồi, nhà gái tấn công nhà trai luôn. Dạ. Ở Việt Nam, mẹ em mời ông Việt Nam, mời ông nhỏ đây. Cái bạn này nói với Hàn Quốc. Em đi lâu không? Em Hàn Quốc. Cái này Hàn Quốc em hút ai chưa? Em lấy cây hàng em hút ai chưa? Có là vậy. Hỏi thật, có nhạc. Ờ, thì có gì hỏi là vậy đó, Hàn Quốc. Em còn nhỏ mà em có sao em nói vậy chứ, em nói gì đâu. Có biết sưởng nước lần nào chưa? Thôi, chưa biết sưởng nước. Có sưởng nước. Em dùng chiêu có thể chưa? Chưa, mày mới thân quá. Mày để cho môn, mày cứ có môn đến giữa hải đào hay đó. Đó, gì vậy? Đến giữa hải đào. Cái gì bùng binh tiên cảnh nữa đó con gì nè hồ lô đúng mà biết ơn á đó biết không ơn em không cần không giỡn nó trời nói vậy em rồi vui thôi dạ. Thì cũng chúc em nhiều niềm vui trong cuộc sống nha dạ 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 đây là cái chào 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 ch